truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ. Làm gì mà ầm ĩ vậy? Dạ thưa tỷ tỷ, còn Du Mi đó, nó đi làm trở lại rồi đó tỷ. Còn Du Mi nó đi làm trở lại rồi à? Bữa giờ ta thèm quá. Nhưng mà sao? Có chuyện gì? Có cái gì mà ấp ấp úng vậy? Theo như em quan sát á, thì trên người nó hình như có tiên khí á tỷ. Tiên khí? Không thể nào. Trên người nó làm gì có tiên khí? Chẳng lẽ... Nghe tao dặn nè, từ nay trở về sau không được đụng đến Du Mi, nghe rõ chưa? Để tránh bị nghi ngờ. Nghe rõ. Thưa tỷ tỷ. Sĩ, nó nghe nè, có chuyện quan trọng. Lục sĩ. Cái gì? Đang làm việc mà. Đang có chuyện quan trọng muốn nói nè. Chuyện gì? Lục sĩ có thấy dạo này trí nhớ của mình không có bình thường không? À, làm sao? Có nghĩa là có lúc nào mình cũng mơ mơ hồ hồ á, mông lung như một trò đùa. Cái gì? Là ý nói là dạo này trí nhớ là hay nhớ trước quên sau á hả? Không phải, ý là mình không có nhớ những cái gì mà của ký ức của mình á, khoảng thời gian mà mình vừa rồi đó, mình không từ có nhớ. Từ nay tôi đang bình thường á mà bà nói tôi nhức đầu quá. Mà ông thấy đúng không? Nhớ lại đi, ông có nhớ không? À, nói tôi mới để ý. Đúng á, dạo gần đây tôi thấy tôi cũng hay có những chuyện á, sao tự nhiên nó xảy ra rồi mà sao mình không có nhớ gì hết trơn á, trời á. Quên đầu quên đuôi hết trơn à. Y chang tôi luôn. Ừ. Y chang. Ờ, thì đúng rồi đó. Thường á thì người ta đâu có nhớ những gì mà người ta đã trải qua đâu. Đúng rồi đó. Sao mà không nhớ được đúng không? Người ta chỉ nhớ những cái kỷ niệm hả quan trọng thôi à. Sao cái gì kỳ vậy? Tôi thấy hồi đó tôi nhớ dai lắm mà càng ngày càng lớn giống như già, cái não bị lão quá hay sao, đứt mấy dây thần kinh nhớ hết trơn, quên hoài à. Ừ, tôi thấy mà ông cũng già thiệt mà. Thì đó. Ê, bà có tin tôi tháo cái niệm của bà ra không hả? Xin lỗi, đừng chọc cái này nữa nha. Mà nè, mấy bà có nhớ cái kỳ mà diễn văn nghệ của trường mình á, lớp tụi mình diễn tiết mục gì không? Thì nhớ chứ, sao mà tôi quên được. Thì lớp tụi mình á là diễn nhạc kịch, cô Sivin á còn chuẩn bị cho tụi mình nữa. Ừ, nè Du Mi nè, bà là hả nhận được vai chính luôn á, xong tự nhiên đau bụng. Rồi Thị Dung hả cũng được nhận, xong cũng đau bụng luôn. Nên cuối cùng là Âu Anh vô vai chính nè. Vậy ông nói gì, tôi sao mà đau bụng được? Ủa chứ con người chứ con gì mà không đau bụng? Để thôi, được. Nhưng mà chuyện của tôi á mà tôi còn không nhớ được gì. Mà sao hai người nhớ rõ quá vậy? Ờ, mà sao ai cũng quên á mà hai người này nhớ từng chi tiết luôn á. Nhớ gì mà nhớ dữ vậy? Nhớ giùm ta hay gì? Bởi ta nói á, nhiều khi á niềng răng nó ảnh hưởng tới cái não. Ê, già, mặt già cũng ảnh hưởng tới cái não á nha, nha. Thôi mệt quá, chọc hoài. You me. Rồi, nữa rồi kìa. You me. Hey. You me ơi. Dạ. Lên phòng giám đốc họp nào. Dạ. You me. Vậy. Đứng đi họp được không? Sao được, sếp kêu tôi đi họp thì tôi mới đi chứ. Bà này kỳ nha. Thôi, đừng có đi mà. Sao được? Tôi phải kêu là sếp bỏ ra. Kỳ cục rồi, lần nào đi họp bắt nó lại. Đi họp đúng rồi, sếp cho ra đi họp thì phải đi họp thôi. Rồi mày đi đâu vậy? Làm chứ đâu.
đâu lo. Rồi rủi như Yumi bị hút sinh khí nữa rồi sao? Tôi không chắc nữa. Nhưng mà lần này thì chắc phải dùng cái cách đó rồi á. Đột nhập. Giận sao không? Đến cái nước này rồi á, chỉ còn một cách duy nhất và cuối cùng thôi à. Xong cửa hả? Ổn không nó. Chứ lẽ giờ đợi vô hốt xác Yumi ra luôn. Mà cầm giùm tôi đi. Mà tôi dùng hết công lực mới được. Một, hai, ba, vô. Trời đất ơi, ông làm cái gì vậy? Giật hết cho mình à, điên hả? Ui, cái người này. Ê, cái gì vậy? Khùng hả? Không có gì, không có gì. Điên. Không có ăn khí à. Chị. Dạ, chào chị. Hai đứa đang làm gì ở đây đó? Dạ, tụi em quên một số mã hàng à, nhưng mà tự nhiên giờ tụi em nhớ ra rồi. Dạ đúng rồi, dạ, nhớ rồi. Chị tụi em đi. Dạ, xin phép chị. Mắc bẫy rồi nhé, lũ ngu ngốc. Ê Yumi, hồi nãy bà họp gì vậy? Ừ, thì sếp nói với tôi là số lượng hàng hóa của tháng này xuất ra bị giảm. Rồi dưới kho này thì làm việc trễ nải. Hai người có nguy cơ bị đuổi việc nữa. Làm việc không có chuyên nghiệp, còn rè rà. Coi mà liệu hồn đi nha. Công nhận khí thế la mắng của Yumi vẫn còn nguyên. Cho nên đó là chưa có bị hút sinh khí đâu. Ừ, chắc vậy rồi. Ê, nhưng mà bây giờ cái phòng giám đốc đó không còn gì đáng nghi nữa rồi. Chị làm gì mà chị đứng đây mà chị buồn bã rồi suy tư gì tùm lum hết trơn vậy? Ủa, em về rồi, Âu Lo đâu? Âu Lo hả? Ờ. Âu Lo đâu? Âu Lo lúc nãy á, đi trên đường á chị, gặp tai nạn. Ôi trời, bây giờ đang ở cái trong bệnh viện á chị. Âu Lo bị tai nạn? Đúng rồi đó chị. Ở bệnh viện nào? Đưa chị đi đi. Chị làm cái gì mà chị làm hốt hoảng hết trơn vậy? Em giỡn thôi mà. Trời ơi, con nhỏ này làm hết hồn à. Âu Lo nói là đi với bạn, chắc là hôm nay về muộn á. Vậy hả? Còn cái mặt kìa, y lo lắng đúng không? Thôi, em lên lầu trước á nha. Toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.